Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ tiếp tục cái loạt bài hướng dẫn về sử dụng Docker. Thì hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn sử dụng một số cái lệnh Docker command-line cơ bản ở trong Docker. Thì tôi sẽ vô Google và tôi sẽ search Docker command-line. Đó, các bạn có thể search cái Docker command-line và các bạn vô cái trang view the Docker command-line này. Thì ở đây thì nó có rất là nhiều cái lệnh Docker khác nhau. Thì ví dụ như hôm trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn là sử dụng cái lệnh Docker build để mà build ra một cái image từ cái source code Java đồ Z sử dụng cái công nghệ là Linkboot. Đó, thì đây là cái lệnh Docker build này. Thì hôm nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn sử dụng một cái lệnh phổ biến ở trong Docker, đó là Docker log. Thì chúng ta sẽ sử dụng để mà xem log vào một cái container. Ví dụ như chúng ta ở trên môi trường server chẳng hạn, chúng ta muốn check log xem là cái container của chúng ta nó đang chạy ổn định hay không, hoặc là nó có bị lỗi gì hay không, thì chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh Docker log này. Đó, thì các bạn có thể sử dụng cái lệnh Docker log này, tiếp theo là mấy cái option này, tiếp theo là cái container này. Đó, thì ví dụ như là bây giờ tôi sẽ mở simd này này. Đây, tôi sẽ mở cái command run đây này. Thì ví dụ bây giờ tôi có docker ps này. Đó, thì hiện giờ tôi đang có một cái container đang chạy như vậy và tôi muốn xem log của cái container này. Tôi sẽ đi làm như sau. Thì tôi sẽ có là docker log này. Tiếp theo là cái container id hoặc là cái container name này. Thì tôi sẽ cho chỗ này là container id này. Các bạn cũng để sử dụng cái container name ở đây này. Rồi bây giờ chẳng hạn như tôi nhấn Enter này. Đó, thì các bạn thấy xem được cái collection log hiện giờ của nó này. Đó. Rồi tiếp theo chẳng hạn như là các bạn muốn sử dụng thêm một cái option nào đó thì các bạn có thể đọc về cái mấy cái option ở đây này. Đó. Thì đây chẳng hạn như là có cái option là trừ trừ follow này, trừ trừ hoặc là trừ F này, thì các bạn muốn xem được cái log ở trong cái thời gian thực mà nó chạy như thế nào, thì các bạn có thể thêm cái từ chọn là trừ trừ follow hoặc là trừ f này. Ví dụ như bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là sử dụng cái từ chọn là trừ f này. Sẽ có docker log này, rồi trừ f này. Tiếp theo là chẳng hạn như tôi sử dụng cái docker name đi. Bây giờ tôi sẽ sử dụng cái docker name là cái này. Rồi tôi nhấn enter này. Đó, thì bây giờ các bạn sẽ xem thấy được cái log nó đang chạy với có cái dấu như vậy, tức là nó đang follow cái log ở trong cái thời gian thực này. Thì ví dụ như bây giờ tôi test lại cái ứng dụng này. Tôi chẳng hạn như tôi nhấn Enter này. Đó, thì bây giờ nó thêm cho tôi một cái dòng cái nốc nữa là Hello Adam này. Là bây giờ chỗ này tôi sẽ sửa lại thành là Zone đi. Đó, thì bây giờ tôi sẽ check ở console này. Thì các bạn thấy nó có thêm cái dòng là Hello Zone này. Đó. Thì ngoài cái cách xem nốc ở console này thì nếu mà các bạn ở môi trường local thì các bạn có sử dụng cái tool là Docker Desktop thì các bạn cũng để xem được cái nốc ở trong cái Docker Desktop này. Thì các bạn sẽ nick vô cái container của các bạn này, ví dụ như cái container của tôi là cái container này tôi nick vô này. Đó, thì các bạn cũng xem được mấy cái console log, cái log ở trong Docker Desktop này nó tương tự như cái log ở cái CMD này. Thì đối với cái môi trường ở local thì các bạn cài đặt cái Docker Desktop này thì các bạn có thể xem log được ở đây. Còn đối với cái trường hợp mà ở trên môi trường server, môi trường production thì nó không có cái Docker Desktop thì chúng ta buộc phải sử dụng mấy cái lệnh như là Docker log này để mà xài. Đó, thì các bạn nên nhớ mấy cái lệnh này. Ví dụ như các bạn chạy ứng dụng trên mấy cái môi trường như là Google Cloud hoặc là môi trường Cloud như của Amazon Web Service vân vân thì các bạn phải sử dụng mấy cái lệnh này để xem log. Đó. Như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng được cái lệnh Docker log để xem log của một cái container, thì tôi sẽ tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.